Ôi rồi, cái mồm làm khổ cái thân. Xin thưa tới quý vị và các bạn, đúng là bu em bảo ông xong thì ông ngồi ông thở. Đúng thật, vừa mới đi ăn phở về phỉnh diều rồi. Buổi sáng ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 năm 2024, trước tiên thì kính chúc mọi người ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cái thứ hai cũng xin thưa với lại mọi người, buổi sáng ngày hôm nay rất chi là đặc biệt, nông dân rất chi là hồ hởi phấn khởi, ưng cái bụng, no cái bụng, đầy cái diều. Vì ngày hôm qua trước tiên là nhận được những rất nhiều lời yêu thương chúc mừng sinh nhật của mọi người trên giải chữ S dành cho nông dân Khang. Và coi như thế là lại còn có hiền đệ ở quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội, ngoài chúc mừng ra rồi lại còn gửi 50.000 đồng bảo là mời huynh bát phở. Thế ngày hôm nay coi như thế là đi ăn phở, hai vợ chồng đi coi như thế là đi 3 cây số, 3 km, nó không nhầm là 3.000 mét đấy. Thế còn dưới mét thì còn có cm, mm, nanomet thì cái đấy chưa 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 đổi được, đâu là chưa báo cáo được. Đi 3 cây, về 3 cây, vừa đi vừa về là 6 cây, 6 cây số. Thế nhưng mà đi 6 cây số nhưng mà vẫn vui. Ví dụ sáng mai hôm nay mà có ai mà lại coi như thế là chuyển 50.000 tiếp thì sáng mai có khi đi 10 cây cũng đi. Vừa đi thì chất là sáng ra thì đi xem cuộc sống của bà con nhân dân, hay ai là lại còn có phở ăn nữa thì vui quá chứ còn cái gì nữa. Thế là ngày hôm nay mà có ai mà chuyển 50.000 đồng sáng mai mình vẫn cứ đi. Thế còn đương nhiên rồi, nếu mà không có ai chuyển thì sáng mai lại trở lại cuộc sống bình thường. Thông thường thì đời sống của nông dân thì sáng ra thì cơm nguội, mì tôm, bánh mì. Đấy. Hôm thì làm bắp ngô, và nay giờ nó được nghỉ hè chứ vài nữa đi học rồi thì chở đi học thì trên đường đi hoặc là lượt về làm cái bánh mì, làm bắp ngô, làm củ khoai thế thôi. Đời sống của nông dân thì đơn giản, đơn giản. Đấy, cứ đầy cái diều đấy là được nhá. Thì xin thưa tới quý vị và các bạn, ngày hôm qua là ngày sinh nhật của mình thì mình cũng làm cái video để coi như là gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mọi người rồi. Cái thứ hai cũng báo cáo với mọi người là ngoài hiền đệ ở quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội gửi 50.000 đồng mời huynh bát phở ra thì có một người nữa chuyển 50.000 đồng. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì mình chưa biết là ai cả, vì trong cái nội dung chuyển 50.000 đồng là chỉ có viết mỗi là chúc mừng sinh nhật thôi. Thì đến buổi sáng ngày hôm nay, qua cái đêm qua đến buổi sáng ngày hôm nay thì xin thưa tới quý vị và các bạn, mình đã biết được, đã tìm được coi như thế là chủ nhân của 50.000 đồng gửi coi như là chúc mừng sinh nhật nông dân. Người đó là sư huynh Lục Tuần của mình, sư huynh Lục Tuần ở Hải Dương. Mình cũng không nghĩ là của sư huynh đâu, bởi vì cách đây có một hai hôm đầu tháng ấy, sư huynh chuyển 50.000 đồng trong tin nhắn, sư huynh bảo mời ông Lolo TK đầu tháng. Thế hôm sau ấy, Zalo coi như là chắc là báo vào điện thoại của huynh hôm nay sinh nhật của đệ, thế là huynh lại chuyển 50.000 đồng, nhưng mà huynh chẳng nói, đâu chẳng biết được. Thế mà đêm qua chắc huynh xem được video, sáng nay huynh bảo có 50.000 đồng mừng ông sinh nhật, như là vui vẻ sang tuổi mới, mạnh khỏe đấy, có nhiều niềm vui, bán được nhiều hàng, có gì đâu. Đệ trân trọng cảm ơn sư huynh Lục Tuần ở Hải Dương, trân trọng cảm ơn hiền đệ ở quận Cầu Giấy Hà Nội, trân trọng cảm ơn các thượng đế trải dài 63 tỉnh thành. Và cũng xin thưa với lại các thượng đế, ngồi từ nãy giờ đúng là thật là no, no đầy cái diều, ăn bát phở 50.000 đồng. Cũng quay lại video để hiền đệ thấy được là đã sử dụng đúng mục đích là 50.000 đồng để ăn phở, chứ không dùng vào cái việc là 50.000 để mua chè uống. Chè thì cách đây một cơ số ngày thì cũng có anh cu bạn ở thành phố Thanh Nguyên anh gửi cho 2 gói. Thế xong lại còn có sư phụ 70 ở Hữu Lũng Lạng Sơn gửi cho 5 lạng. Thế là chè là cũng lai dai là uống được, có khi chưa hết thì lại có người gửi. Đấy. Ăn bát phở 50.000 đồng
đúng là gọi là đầy cái diều, ăn về ngồi pha ấm chè, ngồi uống từng đấy giờ, đúng là gọi là ngồi thở. Thế trong cái thời gian ngồi thở thì lại nghĩ, và có khi là bây giờ mà không, làm thế nào mà để cái anh Zalo anh lại báo vào Zalo của mọi người được khoảng tầm 2-3 hôm nữa, hoặc là tháng sau anh lại báo vào Zalo của mọi người là hôm nay là sinh nhật của nông dân. Thì có khi là hiền đệ ở quận Cầu Giấy Hà Nội, hoặc sư huynh Lục Tuần, hoặc là người khác lại chúc mừng coi như là nông dân sinh nhật vui vẻ, lại kèm theo 50.000 làm bát phở. Không biết làm thế nào để cái anh Zalo tháng sau anh lại báo, cũng chẳng biết được. Thôi thì làm cái video này để coi như thế là báo cáo với mọi người là đã tìm được người chuyển 50.000 đồng nhé. Đấy, và coi như thế là cảm ơn sư huynh Lục Tuần, cảm ơn hiền đệ ở quận Cầu Giấy thủ đô Hà Nội, cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật và cũng chia sẻ tới mọi người. Đúng là ừng cây bụng và no cái bụng lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Thi thoảng lên Sài Gòn thì coi như là ăn phở thì không nói làm gì cả, hoặc là hôm nào mà coi như là cả nhà đi chơi đâu đó thì đương nhiên rồi, nông dân thì nông dân thật. Thế nhưng mà khi mà ra đến thành phố, mà khi mà lên đến thủ đô Hà Nội, gọi là nghèo thì nghèo cũng phải cho con vào ăn bát phở rồi về. Đấy là cái tiêu chí của nông dân. Thế hay là ở bản cũng vậy thôi, thứ bảy và chủ nhật thì phải có chất tanh cải thiện. Đấy là cái tiêu chí rất chi là giản dị, mộc mạc, đơn sơ, bình thường của nông dân. Đấy, nhưng mà hôm nay thì đúng là phĩnh cái diều thật, thích thật ý. Kể ra ngày nào cũng được đi ăn phở, phở ngon thật. Đây là người ta mới bảo là nhiều khi đúng là cái gì nhỉ, thèm phở mà phở ngon thật. Phở ngon thì mới thèm, chứ còn phở không ngon thì chẳng ai thèm. Nghe, phở ngon thật. Thôi thế mình dừng video ở đây, để video sau thì giới thiệu tới mọi người bằng cassette thôi. Chứ bây giờ phải dừng video để ngồi thở đã. Nhớ lại đúng bụi em nói, nhiều khi đúng là cứ bỏ quanh như thế là đàn bà. Thế nhưng mà sâu sắc lắm. Bụi em bảo ông xong thì ông ngồi ông thở, ngồi ở quán ăn xong ngồi ở quán khoảng tầm 5 phút sau, 5 phút sau gọi là đúng bảo gì ngồi cho mã nó hồi rồi mới về, về đến nhà pha ấm chè ngồi uống cho nó hồi tiếp rồi mới làm được video để cảm ơn mọi người. Bây giờ thì lại tiếp tục ngồi để cho nó hồi. Bây giờ mình dừng video đây để cho nó hồi. Video sau thì sẽ giới thiệu bằng cassette. Ngày hôm nay thì báo cáo với lại quý vị và các bạn, ngày nay tổng lực coi như thế là làm trước đài Victor PC Watt 300 cho sư phụ U70 gần 80 ở Nam Định. Thế này có lẽ là ngày hôm nay là cũng nghe được ít điện thoại. Thì cũng nói trước luôn là ai gọi điện hoặc nhắn tin mà mình chưa trả lời được thì cũng thông cảm cho, vì trong cái thời gian sờ lần đài ấy, mà nghe điện thoại thì cũng chẳng làm được. Thế mà làm thì lại không nghe điện thoại, thế mà cứ ngồi mà trực điện thoại thì lại chẳng làm được. Thế là có lúc thì nghe được, có lúc thì chưa nghe được, thì mọi người cũng thông cảm cho. Thôi thì dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.